Vâng, em Hùng JVL xin chào mọi người nhá. Chúc mọi người một buổi sáng, một ngày tốt đẹp và những điều may mắn đến với mọi người. Thưa các bác, đến với video clip buổi sáng ngày hôm nay. Hôm nay em rất là buồn cười mà em cũng rất là vui. Làm một đoạn video ngắn để giới thiệu với các bác những cái đôi loa cùi bắp mà thu mua lại của những bác khách hàng mà em sẽ lại bán cho các bác với những cái giá rất là hợp lý. Đấy, ngoài những cái loa xịn, những loa đắt tiền ra thì em cũng thu mua lại khi mà đi lắp ráp những cái bộ karaoke đẳng cấp cao cấp. Thì ngoài những việc đó ra thì em còn đang thu mua lại của khách hàng cũng như là giải quyết cái kinh tế cho các bác để có một cái góp một phần nhẹ nhàng kinh tế đi và mình có thể sắm một bộ mới. Thưa các bác, với những bộ cùi bắp như thế này đấy, giá nó cũng không là cao. Những đôi loa như thế này thì em sẽ để ra bán đấu giá cho các bác trên video. Các bác nào comment mà đồng ý mà mua được với chất âm như này và những cái sản phẩm như này, các bác đồng ý mua, em sẽ bán cho các bác với những mức giá rất là hợp lý. Vâng, thưa các bác, bây giờ em xin mời giới thiệu với các bác một đôi loa. Ngày hôm nay là đôi loa BMB đấy, mua của khách hàng mua lại rất là rẻ tiền thôi. Đôi này thì có giá khởi điểm là 1.800.000 đồng với hai bát 30, một tép kèn và một tép giấy. Thưa các bác, đôi này các bác có thể oánh trong nhà hát karaoke thoải mái đấy. Dòng này thì ngày xưa các cụ người ta hay để đi đám cưới và để hội họp ở trong những hội trường nho nhỏ đây. Thưa các bác, mà hôm nay em xin mời các bác cùng nghiên cứu một con âm ly cùi bắp này nữa. Con âm ly này có giá khoảng độ 400.000, màu ánh mấy đôi loa 1.800.000, hai bát 30, một tép kèn và một tép giấy. Thì các bác để các bác xem chất âm nó như nào, em kính mời các bác cùng theo dõi và cùng xem. Làm kiếp ta giống như con kiêu thân lao vào cho vui thế gian, giống như con ông vàng đi kiêu tình ái mật ngọt. Nào ngờ đâu chỉ là các bác nghe thấy có phê không đấy, chẳng phải âm đi, chẳng phải vang số, chẳng phải đẩy gì cả đấy. Các bác nghe có sướng không, em quay xa xa tí nữa các bác nghe. Quay về đi em ơi, em đã sai hay làm lại từ đầu, anh vẫn thương vẫn yêu em mãi. Thưa các bác, với bộ karaoke như này và bộ nghe nhạc như này, các bác nghe đã chất chưa ạ? Có chất không ạ? Có đáng giá để mua không ạ? Nếu như cả bộ này mà bán 3.200.000 đồng thì có bác nào mua không ạ? Vâng, giá khởi điểm là như vậy. Bác nào trả em thêm được 50.000 em mua sữa nữa thôi là em bán thôi. Các bác cứ tham khảo thoải mái. Đây là giá công khai, những sản phẩm này công khai giá luôn các bác nhé. Các bác cứ thoải mái đi. Những con âm ly này là em cũng không có lau chùi gì hết. Bác nào mà thích mua hoặc là chúng ta chưa có điều kiện mà chúng ta muốn sắm đôi này về nghe hoặc những thiết bị như này về nghe, em có thể là lấy lại của khách hàng về, em có thể mông má cho các bác và em sẽ làm sạch sẽ đi cho các bác. Thưa các bác, để nguyên bản và không có sửa chữa gì nhá. Những con mà đã sửa chữa hỏng hóc em không lấy lại. Với những khách hàng mà có những sản phẩm như này em có thể thu mua lại cho các bác để bớt chi phí cho các bác với những bộ mới. Nhưng em sẽ tận dụng những con này mà để cho những bác mà chưa có đủ điều kiện để sắm những cái bộ cao cấp. Thì thưa các bác, đây các bác cứ thử nghe, đây là thực tế, mắt thấy tai nghe các bác nhé. Thưa các bác, đây cũng là một loại hàng bãi thưa các bác, nhưng mà hàng bãi này là hàng bãi của Việt Nam các bác nhá. Đấy, Việt Nam đã sử dụng mà người ta không sử dụng nữa, người ta nâng cấp lên, thì những bộ như thế này là cũng là hàng bãi, nhưng hàng bãi của Việt Nam mà nó có giá của Việt Nam luôn các bác nhá, chứ không phải là của Tây. Đây, kính mời các bác có nhu cầu thì liên hệ với em qua kênh Hồng JVL Chí Linh Hải Dương, em vui lòng ship hàng toàn quốc cho các bác. Các bác nào gần thì đến xem thăm khám và các bác ok kết chốt thì em sẽ đóng gói và gửi cho các bác, hoặc là có thể gần nữa em có thể mang đến nhà cho các bác ạ, và có thể phối ghép cho các bác luôn rồi cho nó hoàn hảo để các bác được sở hữu những cái bộ như thế này rất là rẻ tiền. Đấy, hàng zin hàng chuẩn luôn, không có sửa chữa gì đâu các bác nhé. Tất cả những sản phẩm em thu mua lại, nếu như sửa chữa lại em sẽ không thu mua lại. Đó. Chia lìa hãy trở về vì vẫn yêu.
Vâng, chất âm như vậy là các bác đã đủ phê chưa ạ? Đã sướng chưa ạ? Còn thưa các bác là bên em cũng sản xuất những cái đôi thùng đẳng cấp như này để các bác mà cũng không sơn gì các bác nhá, để cho các bác tự về giải quyết. Đấy, các bác có thể đánh vec ly, các bác có thể sơn sần, sơn bóng, sơn gì, PU gì cũng được. Đấy, và e căng nó sẽ đầy đủ cho các bác. Đây là những mẫu mà em đã lên như thế này để cho các bác về các bác có thể tự hoàn thiện cũng được. Em sẽ cung cấp đầy đủ linh kiện e căng và ốc vít các thứ cho bác. Đấy, các bác nào có nhu cầu mà muốn làm những cái vỏ thùng nghe nhạc, thùng đẹp, thùng VIP, thùng chất thì liên hệ với em qua số điện thoại 0936019001. Với những cái gỗ ván ép chịu nước được nhập khẩu từ Đài Loan, Malaysia, Indonesia về để sản xuất những cái đôi loa như thế này. Thưa các bác, nếu như những đôi loa bác mua mộc của em như này thì em khuyến cáo các bác là nếu như mà các bác nào mà gần ao thì các bác mang về thì vui lòng các bác ngâm qua nước khoảng 3 ngày thì các bác vớt lên thì bác khắc sơn. Đấy, nếu như mà để đảm bảo cái sự cho chúng ta là khẳng định được là nó cái mức bền và nó cái chịu đựng nước của nó như nào thì những cái vỏ trần như này em bán cho các bác về cứ thả ao ngâm 3 ngày xong các bác vớt lên. Nếu như mà nó chưa lở thì các bác sơn vào và các bác gửi tiền em, còn nếu nó nở rồi bác đóng gói lại gửi tiền lại gửi hàng lại cho em nhé các bác nhé. Đấy, thì những cái chiếc loa như này em đóng các bác nhìn rất là chi tiết, rất cẩn thận như này. Đấy, tất cả ke góc em làm rất cẩn thận như này đó. Đấy, nó đều có hết những cái ke như thế này và ở trong góc bốn cạnh luôn, các bác có thể đánh thoải mái mà không lo bị vỡ, bị hỏng, bị nứt. Mà cấu hình là ở đây thì em sử dụng cho các bác như hiện tại ở mẫu này là một bát 30, một chung 12 và hai tép giấy hai bên và một tép kèn các bác nhá. Các bác đánh thoải mái luôn và các bác có thể đặt những cái đôi loa, vỏ loa như ý của mình thì các bác vui lòng liên hệ với em qua kênh YouTube Hùng JBL Chí Linh Hải Dương. Với những công nghệ cao như các bác đã xem ở video trước, em có những hệ thống máy móc cắt xén cũng như là sản xuất những cái đôi loa như thế này rất là như ý các bác. Đây là những cái mẫu mà em làm thô chưa có làm gì cả. Còn thưa các bác, đây là một mẫu mà em đã làm như thế này và vỏ nó sẽ như thế này các bác nhé. Nó sẽ nguyên bản như này, các bác về chỉ việc sơn đánh vec ly hoặc là các bác có thể phun dầu bóng hoặc vec ly thôi. Đây, thưa các bác, đây là cái mẫu này các bác có thể sơn trồng lên. Còn những cái mẫu bên như bên dưới đây thì là mẫu vỏ trần như này, giống như của loa S90 hoặc Peeler đấy, thì nó để nguyên như này. Các bác về nhìn vân nó rất là đẹp như này thì các bác không phải làm gì cả, các bác chỉ việc sơn PU và đánh bóng thôi, không phải làm gì hết. Ngoài đó em sẽ làm cho các bác cái e-căng thật là đẹp và những cái logo thật là chất với những cái tên tuổi lớn của thương hiệu như Pioneer hoặc là Aquafay hoặc là JBL đấy, hoặc là những cái thương hiệu lớn nữa của các nước lớn như Mỹ, châu Âu, Đức. Thưa các bác, vâng, video ngắn em làm giới thiệu sản phẩm qua với các bác như vậy thì em xin dừng video ở đây. Các bác nào có nhu cầu liên hệ với em qua kênh Hùng JBL Chí Linh Hải Dương. Địa chỉ em có cửa hàng của em và có địa chỉ tại phường An Lạc, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương. 0936019001 là số điện thoại của em, duy nhất một số thôi nhé mà. Cảm ơn các bác đã chú ý theo dõi và dành thời gian cho kênh của em. Vâng, hẹn gặp lại các bác trong video sau ạ.